Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với talk show Người Trong Môn Nghề và tôi là Andy. Các bạn thân mến, rất nhiều câu hỏi về marketing đã được gửi đến cho bọn mình qua cái confession của Spy Room. Nhận thấy sự quan tâm của các bạn về cái lĩnh vực marketing này thì hôm nay, trong cái buổi talk show ngày hôm nay, chúng mình đã mời đến đây anh Donald Nguyễn. Anh là đồng sáng lập AIM Academy và WeCreate. Anh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc, giảng dạy và nghiên cứu về ngành marketing. Với chủ đề nhìn xa, nghĩ khác về marketing, tôi có thể đảm bảo rằng những điều được chia sẻ trong buổi talk show ngày hôm nay sẽ mở cho các bạn một thế giới rất là mới về ngành marketing, có đầy sự khác biệt và rất là chân thực. Và chào anh Donald, bọn em rất là vui khi có được sự xuất hiện của anh trong buổi talk show ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Andy và team Spyroom. Anh Donald ơi, anh có thể giới thiệu qua một chút sâu hơn những cái gì mà em vừa giới thiệu cho các bạn về anh để cho các bạn hiểu thêm về anh được không ạ? Làm trong ngành marketing thì bây giờ anh cũng làm 12 năm rồi. Thì anh nghĩ là cái cột mốc từ 10 đến 12 năm ấy, thì nó khá là thú vị, bởi vì thứ nhất là anh vẫn có thể hiểu được phụ huynh của các bạn, nhưng mà anh vẫn phần nào anh hình dung được các bạn, đúng không? Tại vì mình sẽ thấy là những cái nội dung về nghề nghiệp đi thì thường là nó bị lật vào một trong hai phía. Một là nó rất là xì-tin, rất là gần gũi với các bạn, nhưng mà phụ huynh thì không gọi là trân trọng lắm, tại vì những cái đấy nghe nó có vẻ nó hơi ngắn hạn, mà phụ huynh thì sẽ quan tâm về ổn định và tiềm năng phát triển. Và thứ hai, nhưng mà những cái câu chuyện của phụ huynh thì các bạn nó khiến các bạn hơi chán đấy. Thì mình nghĩ là anh sẽ là cái người mà có nhiều may mắn và ở đúng thời điểm để mình chia sẻ với các bạn một góc nhìn cân bằng cả hai. Đấy, thì nói một chút về câu chuyện của anh và ngành marketing thì anh nghĩ là anh khá là may mắn và cũng khá là đại diện cho những người lứa của anh. Thứ nhất là anh vào ngành marketing khi mà đang còn là học đại học, tức là anh hồi năm 2008 khi anh là sinh viên của Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Tức là nếu mà nói là trái ngành thì anh cũng là sinh viên trái ngành đấy. Thứ hai nữa là anh vào cái thời điểm đấy là 2008, khi mà nó có một cái làn sóng rất là hay là trên thế giới thì họ bị khủng hoảng kinh tế, nên là ở Việt Nam thì rất nhiều tập đoàn lớn họ bắt buộc là họ chuyển giao từ những cái vị trí quan trọng từ người nước ngoài sang là người Việt Nam. Nên là bản thân ở đấy là anh và rất nhiều anh chị là của anh được đào tạo rất nhiều và toàn được nắm những cái trọng trách mà lần đầu tiên là người Việt Nam được nắm. Thì anh nghĩ là cái giai đoạn đấy thì nó cũng là một giai đoạn nó học được rất là nhiều. Và thật ra là khi mà anh nhìn lại thì đôi khi thời đấy của anh còn được làm nhiều hơn các bạn bây giờ. Vâng, và em nghĩ là qua cái phần chia sẻ vừa rồi của anh thì các bạn khán giả cũng đã hiểu thêm được khá là nhiều về anh và cái background của anh. Vậy thì em xin phép là chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái phần đầu tiên của chương trình ngay bây giờ. Và ở trong cái phần 1 này thì em muốn hỏi cái định nghĩa của anh Donald về marketing. Thì theo em thấy thì ở Việt Nam ấy, marketing có thể xem như là một ngành đang tương đối mới đối với nhiều người. Cụ thể những người mà em nói là nhiều ở đây là những cái bậc phụ huynh, những người đã có những cái suy nghĩ về ngành nghề, gọi là nó đã được fix sẵn, đã được gọi là xác định ở trong đầu họ. Ví dụ như là trong suy nghĩ của phụ huynh mình thì luật sư là người có gọi là sứ mệnh là thực thi công lý này, giáo viên thì có nhiệm vụ là giáo dục này, định hướng cho học sinh các thứ. Thì theo anh, nếu mà anh phải giải thích với cả phụ huynh thì anh sẽ nói với cả những cái người đấy là cái sứ mệnh của một marketer khi đến trái đất này là gì? Okay, cảm ơn anh Đi, một câu hỏi rất là hay ha. Thì anh nghĩ là cái định nghĩa của anh nó sẽ hơi hàn lâm một chút. Thì tức là marketing ấy, là nó phải xuất phát từ ba yếu tố. Một là nền kinh tế là tự do, tức là người tiêu dùng họ có tiền dư và họ có quyền họ lựa chọn, đúng không? Nên là mình sẽ thấy là ở trong Việt Nam mình thì vẫn có những lĩnh vực là gần như không có marketing, là những lĩnh vực đấy có thể nó quá đặc thù và đôi khi nó quá là độc quyền đi. Đấy thì thứ nhất là những cái lĩnh vực như vậy thì nó gần như nó không tồn tại câu chuyện về marketing. Thứ hai nữa là anh nghĩ là sao nhỉ, thị trường nó phải đủ lớn và cái sức mua nó phải thường xuyên và nó phải lớn. Cũng có những thị trường mà mình thấy cũng tự do nhưng mà mình sẽ không thấy hoạt động marketing, bởi vì sao? Bởi vì lâu lắm người ta mới mua một lần, hay là bản thân là cái cách về gọi là cái thị trường nó nhỏ quá nên là cái nỗ lực mà đầu tư về marketing nó không có xứng đáng. Thì một cái ví dụ ở chuyện đấy thì mình thấy là
khoảng gần đây ấy, thì cái câu chuyện về marketing cho bất động sản thì nó phát triển hơn. Tại vì sao? Tại vì nó đi kèm với cái loại hình sản phẩm là căn hộ chung cư. Và căn hộ chung cư thì các bạn trẻ bây giờ có thể là 3 năm, 5 năm, 7 năm có đột lợi. Tức là một cái sản phẩm, một cái vòng xoay về ngân hàng nó nhanh lên. Còn nếu mà thời bố mẹ mình thì chắc là không có marketing bất động sản để bố mẹ mình mua một căn nhà ở đấy cả đời, đúng không? Hoặc là như rất là hiếm để mà tôi đổi đi, thì như vậy là cái tần suất mua nó thấp quá, thì như vậy tôi không làm marketing được, tức là không ai làm marketing mà hy vọng là 10 năm sau người ta còn nhớ, thì anh nghĩ là nó không có, nó gọi là ứng dụng cho câu chuyện như vậy. Và cái thứ ba nữa là câu chuyện là sao? Là thứ nhất là mình nói là câu chuyện nó phải gắn với thị trường tự do, thứ hai là cái thị trường và cái tần suất mua nó phải nhanh và nhiều, đúng không? Và thứ ba nữa là nó phải có cái tiềm năng tăng trưởng. Tăng trưởng đấy thì nó có thể nó tăng trưởng theo hai yếu tố. Thứ nhất là bản thân là ngành hàng nó tăng trưởng. Tức là mình thấy những sản phẩm sữa này, đúng không? Hồi xưa nó chỉ là sữa thôi, bây giờ là có sữa tổ yến rồi sữa canxi gì đấy, tức là nó có rất là nhiều. Hoặc là những cái thành phẩm của sữa, tức là bản thân là cái người làm sản xuất họ luôn luôn có nhiều thứ để họ bán tiếp cho mình, thì như vậy họ sẽ cần một câu chuyện về marketing. Và thứ hai là câu chuyện về nhu cầu đó, tức là gọi là nhu cầu của bản thân Việt Nam mình, của người tiêu dùng thì nó phải luôn luôn tăng lên thì nó mới có room cho marketing. Câu chuyện mà marketing ấy, thì hồi xưa nó diễn ra ở Sài Gòn, Hà Nội thôi, nhưng mà sau này thì nó sẽ có rất là nhiều chiến dịch khác, nó diễn ra ở Bắc Ninh, ở Hải Phòng, những cái thành phố mới, hay là Đồng Nai, Bình Dương. Đấy. Thì các anh nghĩ là đấy là cái tương lai của câu chuyện mà là marketing ở Việt Nam. Đấy, thì trên cái câu chuyện như vậy ấy, thì cái nhiệm vụ của người làm marketing là gì? Là cơ bản là họ tạo ra tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Đấy, thì tất nhiên mình nói có một câu rất là hay nghe là gì? Là đi câu cá thì phải ở nơi câu cá. Nên là một cái người làm marketing họ chỉ có đất diễn ở một cái chỗ mà nó có tiềm năng tăng trưởng thôi. Thì nếu mà tóm tắt lại thì anh sẽ tóm tắt là câu chuyện là cái người làm marketing đến trái đất để mà họ tạo ra những cái định hướng và những cái phương thức tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp và cho tổ chức của họ. Rất là cảm ơn anh Donald về một cái câu trả lời rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Và bây giờ là khi các bạn khán giả đã nắm qua được cái định nghĩa của marketing là gì, marketing có nhiệm vụ như thế nào, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tương lai marketing qua một phần có mang tên là Nhìn Xa. Đối mặt với cả làn sóng công nghệ đang phát triển như hiện nay thì theo em thấy là mọi ngành đều đang có cái xu hướng là số hóa. Vậy thì nếu mà so sánh giữa lựa chọn truyền thống là làm marketing trong các FMCG, các công ty về tiêu dùng nhanh, với cả làm marketing trong các mảng lớn như là tech hoặc là có liên quan đến tech, thì theo anh là cái lựa chọn nào nó là tốt hơn, và anh nghĩ là nếu mà để lựa chọn thì nó sẽ dựa trên những cái tiêu chí gì ạ? Ok, cảm ơn Andy, một câu hỏi rất là hay. Thì mình nghĩ là lúc nãy là dựa trên cái định nghĩa của mình, marketer là nó tăng trưởng, thì nó sẽ có hai cái yếu tố. Thứ nhất là nó câu chuyện là nó soft growth, tức là cái nguồn tăng trưởng đến từ đâu. Và thứ hai là câu chuyện là speed of growth, là cái tốc độ tăng trưởng. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện về hàng tiêu dùng ở Việt Nam ấy, thì cái soft growth của nó vẫn còn rất là lớn, nhưng mà nó cũng là một ngành hàng nó phát triển được khoảng hơn 20 năm rồi. Tức là những công ty đầu tiên mà sử dụng marketing vào Việt Nam từ năm 1992, 1995 ấy, đều là những công ty mà hàng tiêu dùng rất thiết yếu. Họ là xe máy, họ là nước ngọt, họ là dầu đầu, đúng không? Thì mình thấy là một cái bất kỳ một cái thị trường nào, giống như em, các bạn trẻ có thể quan tâm hơn là thị trường chứng khoán hay là thị trường crypto hàng, thì nếu nó tăng trưởng liên tục trong vòng như là 20-25 năm rồi thì cái dư địa tăng trưởng của nó sẽ không còn nhiều nữa, đó tức là soft growth thì bây giờ mới mà nó không còn nhiều. Những công ty lớn bây giờ mình thấy những công ty như là Unilever thì bây giờ họ đến những cái tổng như là hàng chục ngàn tỷ về doanh thu, thì mà những cái người chơi mới họ vào cạnh tranh rất là khó. Và thứ hai là bản thân mình nhìn một ngày đi, mình đi một tuần mình đi siêu thị đi, thì cái số tiền mình chi cho FMCG nó đã rất là nhiều rồi. Nên là cái câu chuyện mà để mà cạnh tranh cái số tiền đấy hoặc là để mà chi thêm, bảo Andy ơi bây giờ tuần này em mua 1,5 triệu thì em mua thêm 500,000 hay 2 triệu, thì đôi khi rất là khó, đúng không? Nhưng mà trong khi mình thấy là cái câu chuyện về ngành hàng tech đi, thì thứ nhất là với cái sự phát triển của internet là hạ tầng, và thứ hai rất là nhiều nội dung, thì đặc biệt là câu chuyện về mobile internet nữa, thì có rất là nhiều người đặc biệt ở vùng nông thôn thì họ là lần đầu tiên là internet user, tức là bây giờ họ có thể skip, họ không cần máy tính mà họ cần điện thoại hoặc tiếp cận internet rồi,
không? Vậy trên internet thì nó có một cái điểm beauty là gì, là đôi khi là nó bảo là một cái thị trường ba người, tức là mình là người xem, YouTube là người cho mình xem, nhưng mà brand là người trả tiền. Đấy thì nó khác với câu chuyện như là một cái nền kinh tế truyền thống là nó chỉ có hai người thôi, là người bán và người mua. Đó thì ở đây nó có người bán, người mua và người trung gian nữa. Thì anh nghĩ là cái mô hình ấy nó khiến cho những cái công ty tech ấy, thì họ sẽ có cái, thứ nhất là cái sort of role nó rất là lớn, và thứ hai là cái speed of growth thì nó rất là cao. Đấy, đây là anh nghĩ là, nhưng mà bù lại thì sao, tức là khi một thị trường sort of growth lớn và speed of growth cao thì nó sẽ đi đến kèm cái câu chuyện là nó chưa định hình và nó sẽ có nhiều cái rủi ro. Đó, cái gì mới nào đều rủi ro hết, nên là có thể một số bạn thì mình sẽ thấy là họ thiên về background, về vận hành, về tài chính, về phân phối, thì họ sẽ thích vào ngay công ty MCG. Những công ty đấy thì họ đã có là hàng chục năm phát triển ở Việt Nam và hàng trăm năm phát triển trên thế giới rồi, thì như vậy là các bạn vào, các bạn được làm ngay với một cái hệ thống nó rất là bài bản, và các bạn đã có rất là nhiều kịch bản. Tại vì mình nói là thị trường Việt Nam như thế nào thì mình chỉ cần nhìn sang Trung Quốc, nhìn sang Thái Lan, nhìn sang Đài Loan khoảng 3 năm trước thì những cái xu hướng nó sẽ về Việt Nam. Đấy, tức là những các bạn nó đang gọi là play in the box, tức là các bạn mới có một cái gọi là cuộc cạnh tranh đóng để mình vào và chơi hết mình. Đấy thì các bạn ấy có thể chọn câu chuyện của MCG. Và thật ra là nếu như bạn không quá đặc thù hay bạn không quá đặc biệt ấy, thì tụi anh cũng thường khuyên các bạn là nên dẫn này có thể là từ 2 đến 4 năm đầu tiên trong sự nghiệp là MCG, bởi vì nó sẽ shape cho mình một cái mindset nó rất là đúng, tại vì đấy là một ngành hàng cực kỳ mature. Nhưng mà mình xem như sẽ câu chuyện về tách đi thì mình sẽ thấy là những công ty nó là lớn như là Apple hay là như là Google hay, nhiều khi họ chỉ mới là 3-40 năm thôi, đúng không? Thì và bản thân ở trong những cái ngành tech hoặc là liên quan đến tech như vậy ấy, thì cái người tiêu dùng và xu hướng mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh, nên đôi khi mình thấy là cái câu chuyện về vai trò thật sự của người làm marketing ấy, thì nó cũng chưa có định hình và cũng chưa có khá là rõ ràng, nên là đôi khi khi mình vào trong đấy thì mình sẽ phải thích nghi rất là cao. Nên là mình sẽ thấy là khi mình nói chuyện với một bạn mà làm marketing trong tech đi, thì các bạn đấy tức là hồi xưa dân MCG là hay chê các bạn đấy là hơi lộn xộn, tại vì các bạn ấy không có một cái lộ trình phát triển nó cụ thể như là dân MCG. Nhưng mà thật ra anh nghĩ là mình xài một cái từ là linh hoạt thì nó đúng hơn. Đấy, tức là nếu như mình thấy là mình thích ứng được cái câu chuyện mà linh hoạt, thì ngành marketing mà nó rất là nhanh rồi, marketing mà trong tech nữa thì anh nghĩ nó chắc phải x năm cái tốc độ như vậy. Thì nếu như mình thích ứng được với cái sự thay đổi như vậy và mình thích thú cái sự thay đổi đấy thì anh nghĩ là rất là nên chọn câu chuyện của tech. Và như anh nói vừa rồi thì hiện tại bây giờ là cái xu hướng bây giờ là xu hướng của nền công nghiệp 4.0, thì tất cả mọi thứ đều phải theo công nghệ. Vậy thì anh thấy là nếu mà với những cái thay đổi trong công nghệ như hiện tại thì các marketer cần những cập nhật những cái kỹ năng gì để bản thân không bị bỏ lại so với cả những cái người đang tiếp tục chạy trên cái con đường đua đấy ạ? Ok, thì anh nghĩ khi mình nói về câu chuyện về nền kinh tế 4.0 thì nó cũng là một cái bối cảnh nó đủ rộng. Thì thật ra khi mình hiểu về kinh tế 4.0 ấy, thì đa phần những thứ mà mình hay được tiếp cận ấy, là những thứ ở phía cuối của cái chuỗi cung ứng. Mình sẽ thấy là hôm nay thường là mình mua, trước đây là mình mua một cái bịch bột giặt là từ cái cô bán tạp hóa đầu ngõ, nhưng bây giờ thì là Shopee hoặc là Tiki giao đến cho mình. Đấy, tức là mình thấy là những cái thay đổi về mặt phân phối. Nhưng mà thật ra anh nói là khi câu chuyện về nền kinh tế 4.0 thì nó có thay đổi toàn bộ về cái chuỗi giá trị của công ty luôn. Tức là cái cách mà công ty tiếp nhận thông tin, cái cách mà công ty phát triển sản phẩm, cái cách mà công ty truyền thông và các công ty phân phối cho mình. Đấy, thì anh nghĩ là cái người làm marketing rất là nhiều bạn, nhất là các bạn trẻ, thì các bạn bị chăm chăm vào khoảng 10% cuối cùng của cái chuỗi giá trị, nó rất là nhiều. Các bạn cứ ngồi nói chuyện với nhau, ok, hôm nay bắt trend YouTube như thế nào, bắt trend TikTok như thế nào, nhưng mà cái đoạn đấy nó rất là nhỏ thôi. Bản thân đấy là cái người mà làm marketing đúng ấy, là họ phải nhìn xuyên suốt về câu chuyện chuỗi cung ứng. Đó, thì anh thấy là cái câu chuyện mà nếu mình nói về câu chuyện là hai cái câu chuyện nền tảng, cái nhiệm vụ nền tảng của marketing ấy, là mình phát triển những cái giải pháp và cái sản phẩm mới cho người tiêu dùng, và thứ hai nữa là mình tạo ra cái kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng để mà tăng thêm cái sự gắn kết và tăng thêm giá trị, thì nó lại nằm ở phần đầu chủ mới.
Nếu mà các bạn bây giờ các bạn thấy như là ở trên nước ngoài, nó có những, thấy ở Việt Nam luôn, nó có những cái công ty nó gọi là direct to consumer, là D2C. Nếu mà các bạn nào xem sách tăng đây thì gần đây nó có cái công ty là Foodbet, đúng không? Tức là họ skip hết tất cả những cái chuyện kia. Hoặc là ở nước ngoài nó có câu chuyện đó là Dollar Shave Club. Đấy, tức là bây giờ nó hỏi là Andy và Dũng ơi, bây giờ đây cũng thấy trên màn hình thôi, anh Dũng là râu ria rất là nhiều, Andy thì kiểu rất là ít râu. Thì như vậy là cái câu chuyện là sử dụng dao cạo râu hay là sản phẩm chăm sóc da thì của hai người rất là khác nhau. Nhưng mà nếu mà ông Dũng với ông Andy mà đi ra siêu thị ấy, thì cái trưng bày của cái ông Gillette là giống nhau, đúng không? Tại vì nó không thể chi tiết hóa đến như vậy được. Thì bản thân là ở những cái shop kia họ tận dụng câu chuyện là bây giờ thì thôi, tại sao mình lại phải bán cho ông cái sản phẩm đấy. Mình lên mình hỏi ông luôn, ông Dũng với ông Andy lên tự khai là ok, là bao lâu thì xài hết cái dao cạo râu, bao lâu thì xài hết sữa rửa mặt, và bản thân là cái vấn đề của hai ông là gì. Đấy, thì như vậy thì mình customize ra, và cứ mỗi một tuần ông Dũng em đi ra cửa, trước cửa mở cửa ra thì có một cái box riêng. Có thể hai ông ở cạnh nhau khi mình ở chung nhà với nhau luôn, đúng không? Nhưng mà thật ra là cái package của hai ông rất là khác nhau. Đấy, thì anh nghĩ là những cái sự uyển chuyển và cái sự tăng tốc về cái chuyện là kết nối và đáp ứng người tiêu dùng thì nó mới là cái kỹ năng thật sự của người làm marketing, chứ không phải là một đừng chăn nhau ở những cái câu chuyện mà nhỏ nhỏ sau, như là bắt trend thế nào, hôm nay làm TikTok rồi ngày mai làm cái gì đấy. Thì anh nghĩ là nó là những công việc mà nó có cái tuổi thọ khá là ngắn, và thật ra mình sẽ thấy là càng ngày thì cái mức độ thu nhập, tức là cái mức độ mà cái giá trị mà người ta nhận, người ta gọi là người ta trân trọng cái công việc đấy, nó càng giảm xuống. Ví dụ như là bây giờ mình đã thấy là hồi xưa thời của anh, thời 2010 đi, anh nhớ là 2010 là hồi đấy là anh làm trong một chiến dịch gần như là social media đầu tiên ở Việt Nam trên quy mô lớn, là tại vì World Cup là lần đầu tiên họ tập lập cái fanpage ở Việt Nam, đúng không? Thì hồi đấy là theo kiểu 2010 đấy, đúng không? Đúng rồi. Đấy, tức là hồi đấy là câu chuyện là World Cup là trước đấy là chỉ có xem TV thôi, nhưng bây giờ đó là ok, bây giờ là tôi muốn có một cái nơi cho fan lên bàn luận, xong rồi tôi đưa những cái thông tin rất là chính thống hoặc là rất là độc quyền của cầu thủ, đúng không? Để mà khi người ta tương tác nhiều thì tôi bán thêm quảng cáo trên fanpage. Trước giờ tôi chỉ bán được bản BBC thôi. Thì hồi đấy tôi nhớ là 2010, tức là nguyên một cái team như là làm cái fanpage nó phải mấy chục người, tức là ông làm hình thì phải là ông viết là một ông, tức là những công việc nó rất là mới và tôi kiểu mọi người đều mất rất là nhiều thời gian. Nhưng bây giờ thế là 12 năm sau cho đến bây giờ đi, thì có thể là 12 năm sau cùng một mình Andy có thể bây giờ quản lý 3-4 fanpage là chuyện bình thường, đúng không? Tại vì cái công việc đấy nó bình thường rồi, nó thuần thục rồi. Đấy, tức là cái gì khi mà nó mới ấy, thì nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian, người ta cũng phải trả tiền cao hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà nó dễ rồi, hoặc là bây giờ mình sẽ thấy là có nhiều cái công cụ, đúng không? Cái câu chuyện mà công nghệ thì anh chỉ nhấn mạnh một chuyện thôi, tức là nó sẽ thay đổi về hoàn toàn cái chuỗi giá trị của công ty, đúng không? Và tùy theo công ty, tùy theo ngành hàng của mình thì cái sự thay đổi của nó sẽ có thể nó không chỉ đến ở góc độ là tiếp cận người tiêu dùng đâu, mà nó đến là tiếp cận ở cái góc độ khác. Thì nếu mình là người làm marketing ấy, thì mình phải thật sự mình nhìn vào trong cái gọi là cái bức tranh tổng thể đấy, và mình xem là mình làm câu chuyện như thế nào để cho công ty mình tăng trưởng tốt. Anh lấy ví dụ một cách là hồi trước, thứ nhất là ở châu Á nói chung và đặc biệt là ở châu Á nói riêng, và trong mấy tháng vừa rồi là gần như là những kênh bán lẻ và offline là không bán hàng được, là mình giãn cách thôi, nên là tất cả các công ty bây giờ họ phải bán hàng thông qua thương mại điện tử. Đấy, thì hồi xưa thì ví dụ là bản thân là thương mại điện tử mới thì là các công ty các sàn thương mại điện tử giảm rất là nhiều ưu đãi cho các công ty, nhưng bây giờ ai cũng lên hết thì bắt đầu là họ sẽ có những cái yêu cầu riêng, và sẽ xuất hiện một câu chuyện là bây giờ mình bán hết qua sàn thì như vậy là chiết khấu cao, mình bán mình không có lời, và đôi khi là mình không có thông tin của khách, tại vì khách là khách của Shopee chứ đâu phải khách của cái điện của công ty em. Đấy, xong như vậy thì nó lại xuất hiện thêm một câu chuyện là tôi phải có những cái giải pháp cũng bán hàng qua thương mại điện tử nhưng bán hàng trực tiếp, đúng không? Tức là như vậy là tôi phải có làm việc với shipper, tôi phải làm việc hàng hóa. Đấy, thì luôn luôn là nó sẽ có những cái, tức là về tổng thể nó vẫn là thấu hiểu sản xuất, phân phối và truyền thông, nó chỉ có những cái bước như vậy thôi, nhưng mà ở trong từng mạng và với cái bối cảnh và cái công cụ bây giờ thì nó sẽ rất là khác. Thì cái người làm marketing tốt là họ có một cái nhìn tổng quan, và đôi khi nó có một cái quan điểm mà nó hơi lạ các bạn ấy. Người làm marketing tốt không nhất thiết là người phải trực tiếp làm tốt cái chuyện đấy. Đấy là lý do tại sao mình thấy những công ty lớn họ outsource rất nhiều, outsource freelance, outsource agency rất nhiều. Như vậy thì đôi khi có những bạn nói là ủa, em thấy là cái công ty X, công ty Y, Unilever hay là L'Oreal đi,
cái gì họ đưa ra bên ngoài như vậy thì cái ông ngồi trong nhà ông làm gì? Đấy thì ông thì cái câu trả lời của anh là nó trả lời cho cái chuyện này. Ông ngồi trong nhà để biết là thứ nhất là bây giờ mình nên làm gì, mình làm tần suất nào, mình làm cái quy mô bao nhiêu, và đôi khi là cái gì mình không nên làm nữa. Đấy thì những cái câu hỏi đó gọi là why và làm ý rất là quan trọng cho người làm marketing. Thì cái câu mà khẩu quyết của anh khi anh được dạy làm marketing ấy, là mình phải luôn luôn trả lời được câu hỏi why, tức là why we are doing, what we are doing. Thì cái đấy là cái điểm mà anh thấy là các bạn bây giờ các bạn có thể tập trung vào what và how nhiều quá. Anh đi bây giờ là TikTok đi, là podcast đi, mình xài phần mềm này đi, thì như vậy là anh đi hoặc là cao hơn là tự nhiên là Việt Nam mình sẽ hỏi là ủa nhưng mình làm cái này để làm gì, tại sao mình lại phải làm cái này, đúng không? Thì anh nghĩ là cái đấy là cái phần, đấy là cái phần tinh túy, là cái phần tư duy, là cái phần chiến lược và cái phần marketing họ được trả tiền nhiều, chứ còn thực thi thì không hẳn là cái nhiệm vụ chính của người làm marketing đâu. Qua cái câu trả lời vừa rồi của anh Donald thì em thấy là nếu mà mình không muốn bị bỏ lại thì đơn giản là mình cần có một cái nhìn nó tổng quan hơn, nó rộng hơn, nó không chỉ bó hẹp ở những cái thứ mà mình nhìn thấy nữa, mà mình phải nghĩ sâu hơn đó. Và em có thêm một cái thắc mắc nữa là với cái xu thế hiện tại ấy, thì anh thấy là các bạn làm ngành marketing này nên phát triển theo chiều ngang hay là chiều dọc? Thì em sẽ giải thích cái chiều ngang hay chiều dọc ở đây một tí nhá. Tức là mình sẽ phát triển chuyên sâu về một mảng ở trong cái lĩnh vực marketing để mình thành một chuyên gia, hay là mình nên thử tất cả những cái khía cạnh, những cái công việc trong ngành marketing để mình trở thành một người mà gần như có thể làm được tất cả mọi thứ? Thì theo anh là theo cái xu hướng hiện tại thì các bạn nên phát triển theo cái hướng nào ạ? Anh nghĩ là chiều ngang hay chiều dọc thì nó sẽ quay lại thêm một cái câu hỏi chi tiết hơn là phát triển cái gì về chiều ngang, cái gì về chiều dọc. Thì anh nghĩ là chắc chắn cái câu chuyện về chiều ngang, tức là để mình biết nhiều thì luôn luôn là một cái câu chuyện về kiến thức, hoặc là về mặt nguyên tắc là mình luôn luôn biết hết, đúng không? Tại vì trong nó có một cái câu nói như là nó bảo là nếu như bạn chỉ có trong tay cái búa thì bạn sẽ nhìn tất cả những cái đinh. Tức là mình sẽ thấy là những cái bạn mà những ông mà chỉ biết chạy ra đơn thì cái gì cũng chạy hết cả. Ông không biết là trên đời nó còn market research, nó còn TPC, đúng không? Hoặc những cái ông mà chỉ như là chỉ biết là dropship hay là bán hàng qua đại lý, thì các ông nó không bao giờ nghĩ đến câu chuyện là mình sẽ bán hàng trực tiếp, mình sẽ có store của mình sẽ có trưng bày cho người mua. Đấy, thì anh nghĩ cơ bản đấy là giống như là hồi xưa mình học võ, nó bảo là thập bát ba mẫu nghệ rồi nè. Tức là mình phải biết là nó có tất cả những cái công cụ nào và cái giá trị của nó là gì. Nhưng mà rất là hiếm khi nào mà người ta sẽ trả lương cho mình, đặc biệt là một bạn rất là junior, để trên những thứ mình biết thôi, nhưng mà mình phải có những cái gọi là touch point, những cái điểm chạm mà mình tạo ra giá trị, đúng không? Điểm chạm tạo ra giá trị. Thì anh sẽ thấy là bây giờ Andy sẽ thấy là rất là nhiều bạn họ chọn những điểm chạm dễ dàng nhất là họ làm content, họ làm design, họ làm social media. Thì những cái điểm chạm đấy là bởi vì sao? Bởi vì họ trải nghiệm như là người tiêu dùng, đúng không? Anh hay nói hôm nay là gọi là mầm non của marketer là người tiêu dùng đó. Tức là hồi xưa mình xem quảng cáo mình thích quá thì sau này mình cũng muốn làm quảng cáo. Thì anh nghĩ cái cách đấy nó không có gì sai cả, nhưng mà nó rất là dễ, tại vì ai cũng làm được. Nhưng mà mình sẽ thấy có những cái điểm chạm mà nó mang tính chiến lược hơn, ví dụ như là nó thiên về trade marketing, nó thiên về research, nó thiên về big data, thì đấy là những cái điểm chạm nó không tự nhiên. Tức là không phải là anh Donald với anh đi mình học hết cấp 3 mà không học chuyên toán, không học chuyên lý ra xong rồi là anh em mình đi làm big data về marketing đi, thì nó sẽ không phải là cái ngôn ngữ của các bạn như vậy. Và những cái điểm chạm đấy thì nó phải cần được đào tạo, nó phải cần được chuyên sâu. Đấy, thì nhưng mà thật ra chính những điểm chạm như vậy là nó quý và nó hiếm hơn ấy, thì người ta sẽ có nhiều cái gọi là chương trình tuyển dụng hay chương trình đãi ngộ nhiều hơn. Thì mình sẽ thấy rất là rõ là đa phần các bạn mà học ở những trường ở Việt Nam, hoặc là đôi khi là những cái trường khi mà đọc công lập một chút ấy, thì cái kiến thức các bạn được cập nhật hoặc cái môi trường các bạn ấy, nó không có quá nhanh. Đây là mình sẽ thấy các bạn đã bắt đầu vào những cái điểm chạm rất là tự nhiên. Nếu mình bảo là ok, mình nhìn các bạn như là bên báo chí, bên nhân văn hay là bên ngoại thương ra trường làm ANC, ra trường làm brand thì rất là nhiều, đúng không? Tại vì đấy là nghĩa là những cái điểm chạm nó tự nhiên. Nhưng mà mình sẽ thấy là những cái bạn mà họ thứ nhất là họ có đầu tư nghiên cứu từ sớm, hoặc đôi khi là họ được xuất phát trong một môi trường mà nó đầu tư bài bản hơn, vì họ học những cái chương trình nước ngoài, họ MIT hoặc là đôi khi họ du học nước ngoài đi, thì mình sẽ thấy là cái cách bắt đầu của họ về nghề nghiệp nó rất là khác. Tức là họ thấy là ok, làm những câu chuyện như là
B2B2C shop, rồi là D2C, rồi data đó. Tức mình thấy là cái title của những bạn thường nhất là học ở nước ngoài này nó nghe rất là lạ luôn. Đấy thì anh nghĩ là không phải ngẫu nhiên đâu, không phải ngẫu nhiên là các bạn này đi tắt đón đầu gì đấy đâu, mà các bạn đấy là được tiếp thu một cái sự chuẩn bị mà nó chu đáo hơn, nên là các bạn đấy dám và các bạn ấy có thể lựa chọn những cái điểm trạng mà nó mang tính chiến lược hơn. Đấy thì quay trở lại đúc kết cái câu trả lời cho câu hỏi của Andy ấy, thì anh nghĩ là nếu mình nói là đi dọc hay đi ngang ấy, thì anh nghĩ là mình nên xài từ đi ngược, đúng không? Tức là từ phía mình là người tiêu dùng thì xem là mình đừng làm gì mình thích đó. Có những bạn đó là em làm quảng cáo để em thích xem quảng cáo thì như vậy là chết rồi, đúng không? Thì mình phải làm những gì công ty cần, đúng không? Xong mình hỏi là tại sao công ty cần, và công ty cần cái điểm này nó trong vòng nó phải là ít hay là nhiều, đúng không? Tuy nhiên là mình sẽ thấy là anh có những cái người bạn học trò có đây khoảng từ 3 năm 5 năm các bạn đã làm e-commerce rồi. Các bạn nói là bởi vì là công ty của em rất là cần một kênh mới để tụi em có thể là trưng bày nhiều hàng hơn, để có thể tiếp xúc với người tiêu dùng tốt hơn đấy. Thì và thật ra nếu mà có những cái kênh đấy rồi thì công ty em có thể thay đổi rất là nhiều về sản xuất nữa. Tại vì hồi xưa tụi em chỉ dám sản xuất những cái mặt hàng mà siêu thị họ yêu cầu thôi. Tại vì nhiều khi là tụi em có những sản phẩm rất là mới, em biết là ông Andy rất là cần đấy, nhưng em đưa đến ông siêu thị là không, cái này ông Andy không cần đâu, không bán đâu. Đúng không? Thì đấy, tức là họ đi ngược trở lại. Đấy, họ đi ngược trở lại là như vậy là người tiêu dùng muốn có sản phẩm mới, công ty cũng muốn tiếp cận nhanh hơn, thì như vậy thì mình làm cái gì? Đấy thì anh nghĩ là cái câu trả lời tốt nhất cho câu chuyện là mình nên đi thế nào thì mình nên đi ngược. Tức là mình nhìn xem là mình nên đi xem là mình thích công ty nào, thích ngành hàng nào, và bây giờ thì gọi là đâu là cái xu hướng phát triển, cái vị trí marketing cho ngành hàng đấy, và đâu là cái thế mạnh. Mình đi ngược như vậy thì mình sẽ ra một cái gọi là công thức chung. Chứ còn bị mình nói ở đây là không phải là mình học Manda, Manda A hay là Manda D, thì anh nghĩ là nó không có một câu trả lời chung chung như vậy nhá. Em thấy cái cách đi của ngành marketing này cũng thú vị anh ạ. Cũng cũng không giống bất kỳ cái ngành nào mà em đã từng tìm hiểu. Thế là bình thường người ta cũng là chỉ là một là đi rộng ra, hai là đi chuyên sâu, nhưng mà theo như anh bảo là chúng ta cần đi ngược để có thể trở thành một gọi là marketer tốt. Đấy, chúng ta cần phải đi ngược các bạn ạ. Thế thì anh Donald cho em hỏi là nếu mà ví dụ đi, em là một sinh viên học về marketing, sau khi em đã học xong ở trường đại học rồi và hiện tại em đang có ý định là em muốn đi du học để em top up, em nâng cái bằng cấp của em lên, thì anh có thể cho em lời khuyên là em nên đi học master hay là học MBA được không? Anh nghĩ là cái câu hỏi đấy thì nó rất là liên quan đến câu trả lời trước của anh, đúng không? Mình thấy câu chuyện là thật ra khi mà các bạn học về master ấy, thì mình sẽ thấy là hiếm, không nhiều bạn sẽ học master mà chạy đi xuôi. Tức là không phải là em làm agency sẽ đi học master về phim ảnh chẳng hạn. Có, nhưng mà vẫn không nhiều. Nhưng mình sẽ thấy là thường các bạn khi mà lựa chọn master, các bạn sẽ lựa chọn những cái yếu tố chiến lược hơn. Các bạn nói về câu chuyện về strategic marketing management, tức là quản trị marketing chiến lược, hay là thậm chí là các bạn học về câu chuyện về marketing strategy, đúng không? Đấy. Tức là khi mà mình càng làm lâu thì mình càng có đi ngược. Còn những bạn khi làm marketing học MBA ấy, thì ra tổng mình cũng là đi ngược đấy, đúng không? Tức là hồi xưa mình chỉ biết marketing thôi, bây giờ MBA là mình học thêm sale, mình học thêm finance, mình học thêm câu chuyện về business management, mình phải hiểu cái ông ở trên mình ấy. Tức là từ cái ngày cái ông CEO ấy, ông vạch ra hướng, có thể là 2 năm sau thì mới có cái nhà máy đầu tiên, và 2 năm sau thì mới có ông marketing đầu tiên ông mới ngồi làm quảng cáo. Thì tức là cái ngày hôm nay mình ngồi mình nhìn lại 4 năm trước thì ông CEO ông nghĩ gì mà ông lại đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đấy, thì anh nghĩ câu chuyện mà gọi là nếu mà mình nói là câu chuyện là học master hoặc học MBA ấy, thì cách tốt nhất luôn luôn là cái câu chuyện là mình đi ngược trở lại cái gọi là cái chuỗi cung ứng của công ty của mình. Đấy, còn nếu mà cụ thể hơn ấy, thì anh nghĩ là trong cái câu trả lời vừa rồi anh nói là tức là master thì thật ra là câu chuyện là MBA ấy, thật ra là câu chuyện đi rộng. Thì thường MBA ấy là dành cho những bạn mà các bạn đấy đến một cái vị trí mà các bạn ấy phải hiểu và phải chịu nhiệm về góc độ kinh doanh. Tuy nhiên là nếu mà các bạn ở trong marketing, các bạn làm về analytics như là các bạn làm về brand manager ấy, thì ok, có thể 40% của kinh doanh thôi. Nhưng khi bạn ở thành marketing manager hay là marketing director ấy, thì cái trọng số về kinh doanh của bạn nó rất là nặng, nó phải đến 60-70% rồi. Thì như vậy sẽ không có ai mà khi lên được vị trí marketing director
không hiểu về tài chính, không hiểu về bán hàng, thì lúc đấy thì mình cần những cái giáo dục, những cái chuẩn bị mà nó ngoài marketing, nó thiên về business. Thì đấy là lý do tại sao rất là nhiều anh chị họ chọn, đặc biệt mình thấy làm cho những công ty về client side và công ty lớn thì họ sẽ chọn học MBA là vậy. Còn học master ấy, thì anh nghĩ là nó chuyên sâu hơn. Master thì anh thấy thường ấy, là nó sẽ có ba lý do, tại vì hồi xưa anh cũng có viết một cái bài khi nào đi học marketing thì học master. Thứ nhất là gì, là mình sẽ thấy là khi mà mình đi ứng tuyển công việc đi thì người ta sẽ phỏng vấn mình đúng không, thì như vậy người ta sẽ chỉ chọn mình làm những công việc mà mình có khả năng. Thì nếu như bây giờ mình muốn làm công việc mà mình chưa có khả năng thì sao? Như Andy một ngày đẹp trời đang làm trade marketing, nhưng mà Andy thấy là cái xu hướng về câu chuyện về retail và data cũng như là nó rất là cao, nhưng bây giờ bảo Andy đi nộp CV sang vị trí đấy thì bảo là chứ giờ không có làm cái gì về chuyện này đâu, học đại học cũng không liên quan. Thì họ sẽ học master để như là một cái gọi là đại học thứ hai cộng với cả những cái kiến thức cũng trải nghiệm của họ, để có thể họ chuyển sang những cái vị trí mà mới, những vị trí mà mình nghĩ là những cơ hội mới và chuyên môn cao hơn. Đấy điểm nhất. Điểm thứ hai nữa thì em nghĩ là học master, và thường người nói cũng cả học master ở nước ngoài ấy, là để mình được nắm bắt những cái xu hướng và mình được tiếp cận với những cái thị trường và những cái thực thi ở quy mô nó cái tiêu chuẩn nó cao hơn. Như đá bóng ấy, đúng không? Thì em đá V-League rồi thì một ngày đẹp trời em cũng muốn sang như là sang ngoài Hàng Anh, nhiều khi mình ngồi dự bị thôi, nhưng mình còn tập thử với đội bộ xem là ngoài Anh nó như nào. Đấy thì anh nghĩ là học master nó kiểu vậy, đúng không? Nên là mình sẽ rất là nhiều bạn muốn học master, học bên Anh, học bên Mỹ, học bên Trung Quốc này. Ok, thế là tôi lên tôi xem cái ông một tỷ đô là marketing như nào. Đấy thì cái là cái câu chuyện mà thị trường Việt Nam, và nếu mà đặc biệt là không phải môi trường để đi học ấy, và không phải các bạn làm những công ty đa quốc gia, thì rất là hiếm khi nào các bạn được những trải nghiệm đấy. Nghĩ là đấy câu chuyện về master là cái lựa chọn thứ hai. Nên đấy cũng là lý do tại sao rất là nhiều bạn học những cái chương trình master là vừa học vừa làm, tức là cái chương trình là một năm một học kỳ học xong một học kỳ đi thực tập, để các bạn ấy thực sự các bạn đấy trưởng thành về mặt tư duy hoặc mặt tiêu chuẩn đấy. Còn yếu tố cuối cùng thì anh nghĩ là sau khi học master, để mà đơn giản là có một số bạn thì họ muốn chuyển sang một phần về vấn đề về nghiên cứu của ngành giáo dục. Thì bây giờ ở trong câu chuyện về ngành marketing thì cái câu chuyện về nó gọi là marketing academic ấy, hoặc là câu chuyện về marketing science ấy, là nó đang rất là phổ biến. Đặc biệt bây giờ mình sẽ thấy là câu chuyện về digital với big data, tức là bây giờ họ có những người là nghiên cứu marketing, nó nghiên cứu marketing đấy. Thì ra cái nghiên cứu đấy thì nó không chỉ đến từ câu chuyện là ông Dũng, ông Donald, ông Andy cảm thấy thế này, chúng tôi làm 10 năm chúng ta biết như thế này, mà nó sẽ cần những cái lý thuyết, những cái học thuyết, những cái mô hình như là kinh tế lượng hay là xác suất thống kê hay là tâm lý học hành vi, thì những cái đấy là phải học, đúng không? Thì mình sẽ thấy là rất là nhiều những công ty bây giờ họ bắt đầu có những vị trí là có thể là data scientist, rồi là consumer knowledge behavior, hay là câu chuyện là marketing knowledge, hay là những cái câu chuyện về marketing scientist là trong những công ty luôn. Đấy, thì anh nghĩ đó là một cái yếu tố thứ ba, tại vì câu chuyện về master thì nó sẽ khá là gần với câu chuyện sau này mình lên PhD hoặc mình lên DBA, những cái vị trí nó thiên về nghiên cứu nhiều hơn. Còn trong khi là MBA thì nó là mass, nó là phổ quát, nó thiên về phổ cập những cái gọi là câu chuyện quan điểm chung của business nhiều hơn. Đấy, thì đấy là anh nghĩ là câu chuyện là nên học cái gì, còn nên học khi nào ấy, thì anh đề xuất là các bạn nên đi làm một cách rất là nhiệt tình. Các bạn nên phải từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm thì các bạn nên đi học. Không nên học quá sớm. Anh thấy có nhiều bạn kiểu là mới có 1-2 năm đi học thôi, thì thật ra là phí tiền của mình thôi. Tức là vào thầy giảng 10 thì mình nghe mình kiểu 1-2. Xài hết những cái thứ mình đang có. Thứ nhất là công ty cho mình được, và thứ hai là những thứ mình học ở đại học ấy. Đúng, mình học đại học 4 năm thì ít nhất là ra trường cũng phải xài 4 năm mới hết ấy. Chứ còn mình đại học 4 năm ra trường xài 1 năm hết thì chắc là mình phải xem lại mình học đại học mình học gì không. Đấy thì anh nghĩ là khoảng 5 năm sau khi ra trường là một cái chuẩn bị đủ. Thứ nhất là một câu chuyện là mình biết là mình muốn gì, mình đi học cái gì, học ở đâu. Và thứ hai là vấn đề về tiền bạc nữa. Đúng, tức là nếu mà các bạn đi học sớm quá thì khả năng là các bạn sẽ phải chọn những cái trường mà nó không có quá đắt về một chi phí, nhưng mà thật ra mình nói là tiền nào của đấy mà. Nếu thật sự là mình chuẩn bị được rồi mà kinh tế và tài chính và một học một cái trường rất là tốt, thì anh nghĩ là cái sự nghiệp của mình không chỉ ở Việt Nam đâu, mà thật ra là ở nước ngoài đó, global, thì nó sẽ mở ra rất là nhiều. Đấy, thì cái đấy là cái lời khuyên ngắn gọn qua cho câu chuyện là khi nào mình đi học tiếp, và nếu mà đi học thì học master hay MBA. Anh Donald, từ nãy giờ anh kể cho em nghe về
học master với cả học MBA thì em thấy là cũng gian nan đấy anh ạ. Bởi vì theo như anh bảo là chúng ta không nên đi học luôn mà nên đi làm một khoảng thời gian khoảng 5 năm đúng không anh? Để chúng ta thật sự là có thể hiểu và tận dụng được cái đống kiến thức, đống thời gian, đống tiền đấy một cách không lãng phí. Vậy thì em đang thắc mắc là người làm lâu năm ở trong ngành như thế thì chúng ta đã đổ quá nhiều thời gian, công sức vào thì liệu cái đỉnh cao của cái ngành này mà chúng ta có thể đạt được là gì hả anh? Thì đối với anh nghĩ là đỉnh cao nghề nghiệp ở trong marketing ấy, thì nó sẽ có ba cái dạng đỉnh cao. Thứ nhất là trong marketing thì nó giống như là hầu hết những cái ngành khác thì nó đều có những cái giải thưởng về marketing. Có giải thưởng về marketing thì giải thưởng nó có nhiều loại giải thưởng lắm. Có những giải thưởng là theo kiểu là trong nước chia sẻ, có những giải thưởng là về quốc tế. Nhưng mà quốc tế thì nó có những giải thưởng như mình nói hôm nay là nó chỉ đi về một khía cạnh thôi, như là khía cạnh về sáng tạo vậy ha. Thì ở trên thế giới nó có những cái giải như là Kensler, là giải về sáng tạo, hay là những cái giải về IPA hay là FE, là giải về marketing effectiveness. Và thật ra là gần như là con gọi đó là Oscar trong ngành marketing. Thì nếu như mà người có rất là nhiều người họ làm trong ngành 20-30 năm và họ hướng đến những cái đỉnh cao đấy, thì anh nghĩ là giống như mình gọi là lưu tê trong bàn vàng ấy. Thì anh nghĩ là đấy là một cái gọi là đỉnh cao mà nó rất là external. Thứ hai nữa, anh nghĩ là một cái đỉnh cao nó internal hơn ấy, là mình có làm ra được một cái thương hiệu hay là một cái chiến dịch nó để đời hay không. Tức là có thể nói là câu chuyện là game changing hay là làm câu chuyện là một thương hiệu hoàn toàn mới, đúng không? Vì mình sẽ thấy là công ty massage này, tức là hồi xưa là cái thị trường về nước uống tăng lực là mọi người nhắc vào Red Bull thôi, nhưng mà bây giờ họ làm ra được cái web 247, đúng không? Và theo kiểu là trong vòng 20 năm gần đây là web 247 là họ vượt qua Red Bull, là một cái tượng đài của thế giới. Đấy thì mình nghĩ là cái người làm marketing thì mình rất tự hào. Tức mình nói hôm nay là mình có thể kể cho con cháu cái câu chuyện là ây, hồi xưa bố mày làm, ông mày làm cái này, đúng không? Là cái thứ hai. Đấy, cái thứ ba nữa mình nghĩ là nó sẽ thiên về một cái chuyện là trong cái ngành marketing ấy, thì thật ra là kiến thức hoặc là sách vở đào tạo nó không nhiều đủ, và luôn luôn nó là vấn đề về sharing, đó là vấn đề về coaching, đó là vấn đề về mentorship. Thì thật ra là một cái người làm marketing giỏi ấy, là sau này họ nói là mình có nhiều đệ không, tức là mình có theo kiểu là curated, mình có spot được, mình có support nhiều các bạn talent không. Thì anh nghĩ là bản thân là yếu tố thứ ba, yếu tố mà rất là nên đỉnh cao ở Việt Nam. Hai yếu tố đầu tiên thì mình sẽ không hoàn toàn control được, tại vì thị trường Việt Nam mình sẽ thấy là mình đã nghe quá nhiều những câu chuyện về chuyện là Việt Nam thì rất là hay, rất là đẹp, đồ ăn rất là ngon, nhưng mà ra thế giới thì không ai biết cả, đúng không? Và mình đánh giá rất là rẻ mạt đấy. Thì anh nghĩ là thị trường Việt Nam mình không cần nhìn nhiều đâu, mình chỉ nhìn qua Malaysia, mình nhìn qua Đài Loan, mình nhìn qua Thái Lan thì mình sẽ thấy là Thái Lan thì mình sẽ thấy là cái gọi là cái công việc, cái phần việc của người làm marketing ở các sản phẩm đang còn rất rất là nhiều đấy. Thì anh nghĩ là nếu như thực sự là mình có nhiều người làm marketing giỏi, đặc biệt là họ thành công được với sản phẩm Việt Nam, với công ty Việt Nam, thì anh nghĩ là đấy sẽ là một cái đỉnh cao rất là tốt ha. Đấy rồi, cái là câu chuyện về đỉnh cao và câu chuyện về nghề nghiệp để về trả lời với cả bố mẹ đi, đúng không? Thì anh nghĩ là thường ở trong ngành này á, thì về mặt lý thuyết thì mình sẽ, tức là tuổi thọ ngành nó không ngắn như các bạn nghĩ đâu. Có kiểu anh nghĩ là câu chuyện anh đã gặp những người 50-60 tuổi thì thật ra họ vẫn làm những cái vị trí rất là cao được. Nhưng mà có thể là mình sẽ thấy là câu chuyện về marketing thì nó yêu cầu cái áp lực và cường độ rất là cao, nên khi đấy thì có thể họ không trực tiếp là người quản lý nữa, nhưng mà họ thành cái người về chiến lược, cái người về tư vấn. Thì thường anh sẽ thấy là những cái người khoảng tầm 50 tuổi là cái độ tuổi 50-55 tuổi maximum là độ tuổi mà tối đa mà họ trực tiếp là họ ngồi họ làm những công việc về quản lý. Sau đấy thì họ thể thiên về câu chuyện về chiến lược hoặc là về tư vấn. Nhưng mà thật ra nó có một cái câu chuyện là cũng khó khăn ở ngành này, nghĩ nó cũng khá là đặc thù với những ngành mới như IT thôi, là sống lâu thì không nên lão làng, đúng không? tức là mình nói là ở đây là mình không có điểm thâm niên đấy. Thì nên anh nghĩ là đấy là lý do mà tại sao tất nhiên là thâm niên nó vẫn có, nhưng anh nghĩ là nó chiếm khoảng 20-30% trong cái cách đánh giá mình ấy. Ví như là cùng một cái người làm marketing director nhỉ? Nhưng mà ví như là ông Donald đi là 30-35 tuổi xong mới 1-2 năm kinh nghiệm, so với ông Andy là 10 năm kinh nghiệm rồi, thì người ta vẫn có xuống người ta trust ông Andy hơn,
Đúng. Nên là mình sẽ thấy là tại sao những công ty lớn ở Việt Nam, những công ty cũng đã, thì họ hay có xu hướng là mời những người nước ngoài hoặc là mời Việt kiều về. Tại vì sao? Cái người đấy họ đã giữ cái vị trí tương tự và không có thâm niên ở thị trường nước ngoài rồi. Tại vì là bảo là Việt Nam, ví dụ như là bảo là làm marketing cho xe điện đi, đúng không? Mà bảo tuyển ông nào người Việt Nam ở Việt Nam mà có 10 năm kinh nghiệm thì chắc chắn là không có, thì thị trường đấy của Việt Nam nó không tồn tại, đúng không? Thì đôi khi họ phải sang Mỹ họ tuyển như thế. Đấy. Thì đây là anh nghĩ là một cái tin vui ấy, là cái nghề này thì mình, thứ nhất là đối với cả câu chuyện trực tiếp mình làm marketing thì mình sẽ có rất là nhiều cái gọi là cái việc mà mình làm trong rất là lâu dài, miễn là mình đủ giỏi và mình đủ khỏe, đúng không? Nhưng mà tin buồn ấy, là không có sống lâu lên đó là, và luôn luôn là cái sự đào thải nó rất là khủng khiếp. Tại vì anh nghĩ là cái đây là thật ra cũng có những người ấy, là sau khi họ làm marketing và họ nói là ok, tức là tôi luôn luôn hiểu cái sự thay đổi và nắm bắt cái sự thay đổi đấy, thì nó thì họ mệt quá. Đây là có những người họ 50, 60 tuổi họ về, họ 40 tuổi chẳng hạn, họ về họ làm đồng sáng lập một cái công ty local thôi. Đấy, mình sẽ thấy là cũng khá là nhiều những anh chị mà họ làm trước đây, họ làm giám đốc marketing của một công ty lớn, xong họ ra họ nói là ok, công ty lớn đa quốc gia thì họ lúc nào cũng phải nhiều cơ hội, họ phải làm nhiều, họ cũng phải làm nhiều mảng. Nhưng mà thật ra là tôi thì tôi chỉ thích một mảng thôi. Vì mình thấy là anh Nguyễn Đức Tài là chủ tịch hội đồng quản trị của Thế Động, thì trước đây thì hắn là một cái người gọi là giám đốc và bên trưởng phòng của một công ty về viễn thông. Đấy, thì khi mà anh viễn thông thì tức là anh làm rất là nhiều mảng, và trong đấy anh phát hiện là câu chuyện là cái thị trường về điện máy và điện thoại di động, thì anh đã mang những người bạn, có một hai người như chị Trang và ở đấy là cũng là nhân viên về truyền thông, thì bây giờ ra thì chị Trang vẫn là giám đốc marketing của bên chỗ Hy Lọc nhà hàng. Đấy, tức là đôi khi là mình sẽ thấy là để mình làm corporate, mình làm thuê thì lúc nào cũng phải nhìn rộng, nghĩ rộng hết, tại vì nó là cái tầm nhìn của công ty. Nhưng mà ở phía bản thân mình nói là ok thôi, gọi là làm cho lắm ngày ăn cũng ba bữa, thì họ chỉ thích một cái mảng nhất định thôi, thì họ phải ra họ làm đầu tư hay là họ làm cái mảng công ty nhỏ hơn. Đấy, thì anh nghĩ là cái người làm marketing nó quay trở lại, nó nếu là mình đủ giỏi, mình đủ khỏe thì luôn luôn có cơ hội cho thị trường của mình, tại vì công ty nào thị trường nào cũng cần tăng trưởng, và marketing là cái người luôn luôn tạo ra tăng trưởng ha. Không thiếu việc, chỉ sợ là mình không có đủ sức để làm thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã cùng anh Donald Nguyễn trò chuyện về những cái điều mà các bạn cũng như mình quan tâm và muốn biết thêm về ngành marketing. Thế nên là hy vọng là từ cái góc nhìn xa hơn mà từ nãy đến giờ anh Donald đã chia sẻ, thì các bạn cũng đã có được cho mình những cái định hướng, những cái suy nghĩ, những cái hướng đi riêng cho mình về ngành marketing. Đó, và còn bây giờ thì em nghĩ là chúng ta cũng đã đi khá là xa từ đầu chương trình đến giờ đấy. Phần 1 nhìn xa này thì em nghĩ là chúng ta nên giữ lại một chút đi. Nên là để dành những cái gì hay ho còn lại để cho phần 2. Phần 2 của chương trình này sẽ có cái tên là Nghĩ Khác. Và trong phần 2 này thì chúng ta sẽ nhờ anh Donald giải ảo, chữa ngáo ở trong phần 2 của cái series Người Trong Một Nghề này. Và bọn em rất cảm ơn anh Donald là đã có mặt ở đây để chia sẻ với bọn em rất là nhiều thứ hay ho, rất là nhiều thứ mà đúng là không có nhiều cơ hội để thực sự là chúng ta được nghe những cái chia sẻ như thế này. Bọn em rất là cảm ơn anh và rất là mong sẽ sớm được gặp lại anh ở trong phần 2. Em không biết là em có được gặp lại anh ở trong phần 2 không, nhưng mà rất là mong là anh sẽ sớm quay trở lại với cả Người Trong Môn Nghề ở trong số thứ 2 ạ. Rồi, cảm ơn Andy ha. Thì cái tâm thế của anh khi mà đến chia sẻ trong cái buổi này ấy, là anh muốn là cái câu trả lời của mình nó vẫn còn liên quan và còn sẽ được trong khoảng từ 2 đến 3 năm, đúng không? Chứ anh cũng không muốn là 6 tháng sau người ta quay trở lại nói là ôi giời, ông Dũng, ông Andy này nói cái gì này, là không có trơn rồi. Đấy, thì có thể nên là nó sẽ không có quá sâu sát và nó trả lời ngay lập tức một số câu hỏi ngắn hạn của bạn. Nhưng mà anh tin là cái nền tảng và cái bức tranh mà của anh hôm nay vẽ ra ở đây thì nó sẽ rất là hữu ích. Tức là hy vọng các bạn cứ gọi là 6 tháng rồi vào xem một lần đó, cho bên Spectrum tăng view một tí. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để cái phần 2 ra thì các bạn không bỏ lỡ. Hãy ấn vào xem ngay nhá, bởi vì chắc chắn là phần 2 nó cũng sẽ thú vị. Và em rất là cảm ơn anh. Và okay. Chào anh. Bye anh ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye anh.